Hello, lại là chị Bimbi đây. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm một gói bim bim nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Vậy là chị đã làm xong một gói bim bim rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.